Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì thời gian gần đây tôi thấy rằng là có nhiều anh chị em nhận được rất là nhiều khoản trợ cấp đến từ chính phủ, như là 3 mang, 5 mang, 7 mang, 10 mang, rất là nhiều. Và nhiều người cứ chụp ảnh khoe. Thì thực ra cái nguyên nhân đó là đến từ cái vấn đề là do thu nhập. Có thể là do thu nhập, có thể là do các bạn được những người đó được giảm cái thuế thì dân về không. Thì đối với những người mà giảm về không rồi á, hầu như năm nào chính phủ cũng trợ cấp rất là nhiều tiền. Đó. Và đặc biệt là những ai mà nuôi con nhỏ mà cái thuế thì dân về không á thì được rất rất là nhiều chế độ. Và tại vì đã nghe rằng là có nhiều người nhận được cả trăm mang đó, những cái đợt mà bị dịch Covid rồi thế này thế kia thì chính phủ nó trợ cấp rất là nhiều đó. Thì bản thân thấy việc chưa được cái khoản đó, thấy việc thì trước đây á, thấy việc từ khi sang Nhật đến bây giờ cũng nhận được đâu đó khoảng rơi vào tầm 20 mang tiền trợ cấp gì đó thôi đó. Nhưng mà bởi vì thấy việc không được là vì thấy việc không xin giảm thuế về không. Thứ hai là cái thu nhập của công ty mình cũng tương đối cao. Đó cho nên là nó không có được những cái khoản đấy. Thì clip ngày hôm nay thì việc muốn chia sẻ và đưa ra cái lời khuyên cho các bạn về cái vấn đề chúng ta có nên xin giảm thuế thì dân về không hay không. Đó. Thì cuối năm thì chúng ta thường thường có một cái giấy gọi là điều chỉnh thuế. Thì những cái người mà gửi tiền về cho bố mẹ này, anh chị em trong gia đình có liên quan, trong hộ khẩu hay là ngoài hộ khẩu cũng được, miễn là có liên quan. Và chúng ta có một cái giấy chứng nhận gọi là anh em gì đó, đại khái là có thể là con dâu hay là cháu hay là ông bà nội ông bà ngoại hay gì đó cũng được, miễn là gửi cho mình có một cái gì đó liên quan anh em họ hàng. Rồi chúng ta làm một cái hồ sơ, nói chung là gửi khoảng tầm đâu đó 4 người là chúng ta sẽ giảm xin được cái giảm thuế, giảm cái số tiền thuế về không. Thì cái lợi ích đầu tiên á là chúng ta sẽ được nhận lại cái tiền thuế thì dân. Và cái tiền thuế tiền dân là mỗi tháng thường là nó rơi vào tầm mang một mang, có thể là một mang tư hoặc một mang hai tùy thu nhập của từng người. Thì như vậy là một năm khi chúng ta xin giảm thuế như vậy, chúng ta đã đỡ được khoảng tầm 15 mang tiền thuế, khoảng từng đó đỡ khoảng 15 mang tiền thuế rồi này kia. Rồi chúng ta ngoài cái số tiền thuế đó thì chúng ta còn được trợ cấp này kia, và thao thế việc đảm bảo là khi á, mà đã xin thuế về không đó thì trợ cấp năm nào cũng khoảng tầm 5 đến 10 mang đó. Và đặc biệt nuôi con nhỏ thì được trợ cấp rất là nhiều thứ, được hỗ trợ miễn giảm nhiều cái khoản lắm. Thế thì chúng ta liệu có nên hay không, thì chắc chắn có thể lời khuyên cho các bạn là chúng ta nên nên giảm thuế về không. Mặc dù là gì, khi mà các bạn mà gửi qua Dcom hay là những cái ngân hàng khác để xin một cái giấy chứng nhận là tao đã gửi tiền cho người này thì sẽ mất một cái khoản phí, nhưng mà cái thang nghiệp nghĩ rằng cái khoản phí đó cũng không hết bao nhiêu. Được chưa? Thì chúng ta nên nên gửi cho khoảng mấy người đó. Thì chúng ta có thể gửi cho những người dưới 16 tuổi, thì là chúng ta gửi những người có thể là chỉ cần gửi 5 mang là được nếu mà dưới 16 tuổi. Còn trên 16 tuổi thì phải gửi 38 mang. Thì tất nhiên gửi nhiều như vậy thì là chúng ta cũng sẽ mất nhiều cái khoản phí thế này thế kia, và đặc biệt là giá của các cái decom các thứ nó thấp hơn tay ba. Thì đó là cái mà người ta vẫn e ngại về cái vấn đề này. Nhưng mà lời khuyên các bạn là chúng ta nên một năm chúng ta làm mấy trăm mang đó, thì chúng ta nên trích ra một cái phần nào đó để chúng ta gửi và chúng ta xin giảm thuế về không. Thì ngoài cái việc là được giảm thuế thì dân rồi thì chúng ta còn được tiền trợ cấp nữa, được chưa? Còn cái chuyện mà xin giảm thuế về không rồi, số người phụ thuộc nhiều, nhiều người lo ngại về cái vấn đề là không thể gia hạn visa được hoặc là sợ cục nó làm khó, thì cái lời khuyên các bạn nha, cái vấn đề xin giảm thuế không liên quan đến cái gì gia hạn visa. Các bạn nhớ cho tôi điều này nha. Thái Việt cũng đã có những thời điểm Thái Việt xin giảm thuế về không rồi, và Thái Việt cũng bảo lãnh vợ con các thứ bình thường và cũng không hề có một cái gì gọi là ảnh hưởng đến cái chuyện gia hạn visa của mình luôn, được chưa? Không có một trục trặc gì. Và có hàng trăm hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người cũng xin thuế về không vẫn gia hạn bình thường, thì chúng ta không có phải lo cái điều đó. Được chưa? Chúng ta đừng có lo xa, lo bảy rồi phải lo ba ha, lo quá nhiều rồi đó. Thì chúng ta cứ nghe được đâu đó trên mạng là người ta cứ đồn đoán rằng là mày á, mà mày giảm thuế về không rồi á là lên cục nó sẽ đánh, nó sẽ cho rớt á, hoặc là nó gia hạn bình thường là đáng lẽ là được 5 năm mà nó chỉ cho mày có 3 năm thôi, hoặc là nó cho mày 1 năm thôi, bởi vì là mày có quá nhiều người phụ thuộc, hoặc là mày ăn hết cái tiền thuế của chính phủ, mày xin giảm thuế thế rồi mày không có đóng thuế cho nhà nước, cho nên là mày không có được gia hạn được dài đó. Thực tế là không phải, cái câu chuyện đó là do
chính chúng ta, những người Việt Nam nó theo dệt ra cái câu chuyện đó, chứ thực tế là không có cái câu chuyện đó. Dài hay thấp, ngắn hay là như thế, ảnh hưởng nó phụ thuộc vào cái thu nhập của các bạn, thu nhập nó tùy thuộc vào cái công ty của các bạn có chuyển việc hay không, rồi giấy tờ các bạn như thế nào đó, các bạn có gì bất thường hay không. Chứ còn cái thuế thì cái bản thân mình sinh ra là mình có cái quyền và mình phải chu cấp người này người kia, thì đó là cái điều hết sức bình thường, được chưa? Đó là một cái điều rất là tốt, được chưa? Mình phải nuôi con, nuôi vợ, nuôi bố mẹ, thì đó là cái điều hết sức bình thường. Mà chúng ta miễn là chúng ta không đến mức mình thu nhập quá thấp thì khi đó mới bị ảnh hưởng thôi, được chưa? Còn miễn là chúng ta có thu nhập bình thường đều đều hàng tháng và chúng ta trích cái số tiền đó để gửi về Việt Nam cho khoảng 3 đến 4 người để xin giảm thuế thì đó là điều hết sức bình thường. Thì Thái Việt cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn như vậy, để những anh em nào mà mới ra, chúng ta biết, chúng ta cứ yên tâm để mà xin giảm thuế. Mỗi năm chúng ta cố gắng xin, mà đã xin á là xin cho nó về không luôn, được chưa? Đừng có xin 1-2 người thì nó cũng mất công lắm. Đã 1-2 người rồi thì cho thêm vài người nữa đi. Trong gia đình chúng ta không có hộ khẩu thì chúng ta có thể là anh chị em, hoặc là chị dâu, hoặc là em dâu, hoặc là bố mẹ vợ, rồi là cháu họ. Miễn là mình lên cái ủy ban xã, chúng ta xin một cái giấy chứng nhận là có liên quan anh em đó, anh em cùng thế nào đấy, đó, cũng gần, và có cái chứng nhận là mình gửi tiền cho người đó, là tao trợ cấp cho người đó là được. Và thế mình cũng thấy rằng là cái việc bây giờ gửi T3 thì nó cũng bất an ha. T3 bây giờ hầu như là gửi bằng thẻ là các bạn sẽ bị khóa, rất là bị ảnh hưởng, và cái giá nó cũng không phải là cao lắm. Cho nên Thái Việt cứ khuyên các bạn gửi qua đây con các thứ là vừa an tâm và cuối năm chúng ta lại được giảm thuế. Thì ở đây là lời khuyên cho các bạn nha. Còn anh em nào mà lâu sau đây lâu rồi thì biết rồi, cái chiêu này là biết rồi ha. Thì Thái Việt cũng là ấy, và năm vừa rồi Thái Việt cũng đã xin giảm thuế về không đó. Cho nên là mình cũng hy vọng trong năm nay, thường là nếu mà năm vừa rồi được giảm về không thì cái năm tiếp theo sẽ được nhiều cái chế độ. Thái Việt cũng đang chờ những cái chế độ, không biết là như thế nào đây. Chứ còn nhiều anh em vừa rồi là thấy cứ ăn rồi là cứ chụp ảnh đi liên hoan các thứ. Cứ mỗi đợt mà chính phủ gửi cho 10 mang là cứ trích 1 mang đi ăn. Gửi cho 7 mang thì cứ trích đó, một cái khoản nào đó, hai vợ chồng đi ăn chơi gì đó. Chỉ thấy rằng đó cũng là vui. Cái khoản tiền đó đúng là không làm mà vẫn có ăn. Không phải là do mình đi làm công ty, đó là cái tiền của chính phủ. Đó. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lúc sau nha.